Rồi một cái tổng quan nó u trong bụng đấy thì chúng ta đi lâm sàng thì chúng ta hầu hết các trường hợp là chúng ta có học những cái khối u của đường tiêu hóa, của ống tiêu hóa, những cái triệu chứng của nó sẽ có kèm theo là những cái dấu hiệu rối loạn của đường tiêu hóa trên và đường tiêu hóa dưới, đúng chưa? Còn là khối u của gan và mật thì bệnh nhân sẽ có những cái triệu chứng kèm theo của cái tắc mật, hoặc là cái u nào của tụy thì bệnh nhân sẽ kèm theo một cái triệu chứng của thí dụ như viêm tụy cấp nha. Còn trong một số trường hợp chúng ta thăm khám bệnh nhân, thăm khám lâm sàng đấy thì chúng ta chỉ có sờ được cái u đơn thuần thôi. Một cái u đơn thuần nghĩa là không có triệu chứng gì khác ngoài cái u đấy, thì đó là cái chẩn đoán đó, để chẩn đoán xác định để chẩn đoán lâm sàng bản chất khối u đấy. Khỏe quá thì chúng ta phải cần phải kỹ năng, cái kinh nghiệm chúng ta phải cao hơn cấp. Cho nên những cái u nào ở ngoài ống tiêu hóa nha, một u nào không phải là u của gan mật tụy thì cái đó là yêu cầu kỹ năng thăm khám phải cao hơn cấp nha. Thì những cái u ngoài đường tiêu hóa, ngoài đường gan mật tụy đấy thì có bao gồm những cái loại u nào, bao gồm những loại u nào, ta bỏ cái u sau phúc mạc đi. U trong phúc mạc thì có gì? U mặt keo, mặt nối. Nắm được chưa? U có mặt keo, có mặt nối. Nha. Rồi cũng có một cái dạng u của đường tiêu hóa nhưng mà nó nằm phát triển ra phía ngoài. Phát triển ra phía ngoài, nó không phát triển vào trong lòng ống tiêu hóa như là bình thường. Nó hầu hết các loại u đường tiêu hóa là nó phát triển vào trong, đúng không? U lành hay u ác nó phát triển vào trong, cho nên nó nằm bít đường tiêu hóa. Có một cái dạng u của đường tiêu hóa mà nó không phát triển vào trong mà nó phát triển ra ngoài, ta gọi là u zit. U này nó xuất phát từ lớp trung mô. U zit có đặc điểm là nó có thể nó rất to, có thể nó rất là to nhưng mà nó không gây ra cái triệu chứng của một cái bế tắc đường tiêu hóa. Đấy thì nó tóm lại là khi mà bạn sờ thấy một cái u ở trong phúc mạc mà cái u này nó không liên quan đến đường mật đường tụy, không liên quan đến ống tiêu hóa, thì mấy bạn nên nghĩ một trong ba khả năng là u có mặt treo, mặt nối nha, hay là u zit nha. U mặt treo, mặt nối. U mặt treo thì thường là nó dạng nang nhiều hơn, hầu hết cái u mặt treo là u nang, cho nên cái mật độ chúng ta sờ nó sẽ khác với những u đặc khác nha. U zit đường tiêu hóa là bản chất là u đặc, cho nên khi chúng ta sờ thì cũng dễ phân biệt. Cho nên trường hợp này chúng ta sờ thấy một khối u mà chúng ta thấy nó có mật độ của một cái nang, nha, nó căng căng, thì hầu hết cái chẩn đoán luôn luôn là u nang có mật treo. Nha, có còn một cái khối u nào dạng nang mà ở cái vùng gốc châu phải nữa không? Cũng sờ một cái đậm độ giống như là cái nang. Không phải tăng quan độ thừa, tăng quan độ thừa là u đặc rồi. Mucocell có độ thừa, mucocell có độ thừa thì cũng là cái khối sờ được dạng nang. Mucocell có độ thừa là gì? Là tình trạng nó ứ chất nhầy nhưng ở trong cái lòng độ thừa do cái bế tắc nha, hoặc là u của độ thừa. Nói chung là từ là mucocell, lòng cái lòng ruột thừa nó bị giãn ra do nó ứ động chất nhầy. Nguyên nhân ứ động đấy, nguyên nhân gây giãn đấy là do nó bế tắc lành tính hoặc là tân sinh, bế tắc lành tính nó viêm nhiễm này nọ, hoặc là tân sinh có thể u lành u ác nha. Rồi cho nên cái điều mấu chốt trên lâm sàng mà ta khám một cái u bụng đơn thuần đấy là chúng ta đầu tiên có bao nhiêu bước. Thứ nhất là chúng ta xem nó là u đó nằm trong phúc mạc hay là sau phúc mạc, đồng ý không? Bước đầu tiên là phải nằm trong phúc mạc hay là sau phúc mạc nha. Nếu nằm sau phúc mạc thì chúng ta có thể cảm nhận được qua cái bàn tay bên dưới nó nhiều hơn là trong phúc mạc, nhớ cái điều đấy. Thứ hai nữa là về mặt lý thuyết tôi thấy thực tiễn nó không có giá trị nhiều lắm, là cái u sau phúc mạc thì nó là hình tròn cầu, trong phúc mạc thì là hình cầu, có nghĩa là hai những ngón tay chúng ta có thể lắc được ra mặt sau của u đấy ở trong phúc mạc. Còn nếu là chỉ
chỉ thiết bị trên bề mặt cái trơn thôi, không thể ra khỏi sao là chổng cầu lỗ sao phúc mặt, nhưng cái điều đấy không có giá trị nhiều lắm trên lâm sàng. Yeah. Nhớ điều đấy nha. À, bước thứ nhì nó là gì? Nó là u trong phúc mặt thì chúng ta bước thứ nhì chúng ta xem coi cái này là u dạng đặc hay u dạng nang. Yeah. Cái này là kỹ năng không lâm sàng rất là quan trọng. U đặc thì là khác, u nang là dạng khác nha. Bước thứ ba nữa là chúng ta xem coi nó xuất phát từ cái tạng bên từ cái tạng nào và từ cấu trúc vào ở trong phân bụng nha. Thì chúng ta đã quen với cái việc nó xuất phát từ ống tiêu hóa, xuất phát từ gan, mật tụy vân vân, và chúng ta chưa quen đến cái chuyện nó xuất phát từ những cấu trúc khác nha, mặt treo, mặt nối vân vân nha. Và điều cuối cùng chúng ta học là gì, là nếu một có u dạng nang ở trong bụng nha, u dạng nang trong bụng ở cái vị trí bên dưới đây nè, dưới nha, 1/2 dưới của bụng nha, thì có thể là u nang mặt treo nha, u của mặt treo nha, hoặc là cái u vị trí đó bệnh nhân này là u 1/4 dưới bên phải, có thể là u nhầy của đục thừa, u nhầy của đục thừa hay là gì, mucosa của đục thừa nha. Nó u nhầy thì ta tưởng u tưởng sinh, thật ra nó có cái mucosa đục thừa đó là một cái hiện tượng bất thường mà nó do nhiều nguyên nhân gây ra nha. U buồng trứng đó, đồng ý, u buồng trứng nó nằm u của tạng, còn tôi nói là u không phải của tạng, u không phải của tạng nha. Còn nếu là u nang mà của tạng thì chúng ta có u nang gì, nếu mà có u nang mà của một cái tạng có nghĩa là nó có một cái triệu chứng nào đấy nó gắn liền với cái tạng đấy nha, thì có gì, thứ nhất là gì, nang tụy nè, đúng chưa, một khối dạng nang sẽ được 1/4 trên trái của bụng. Bệnh nhân luôn luôn có tiền căn là chấn thương hay viêm tụy, đúng chưa, rồi chơi có gì nữa, có gì có cái nang của mật chủ, đúng chưa, nang mật chủ thì luôn luôn là có biểu hiện vàng da nha. Thứ ba nó là gì, là nang gan thì sao, là luôn luôn cái gan phải to, không biết không, còn gì nữa nang buồng trứng thì sao, làm sao chẩn đoán được cái nang buồng trứng, à, luôn luôn phải thâm ngã dưới, một cái khối dạng nang đó nằm cạnh tử cung, có thể nang nằm cạnh tử cung thì đó là cái nang buồng trứng. Còn gì nữa không? Nang thận. Ừ. Nang thận thì biểu hiện bằng cái thận to, đúng chưa, đấy là những cái triệu chứng kèm theo cái bất thường của cái tạng của dưới cái nang đấy, đúng chưa. Như ví dụ như nang mặt treo thì sao, nang mặt treo thì không có triệu chứng nào hết, không có triệu chứng nào hết, và đặc điểm của nang mặt treo ruột là gì, là nó di động rất là dễ dàng, di động rất là nó là một cái cấu trúc dạng nang, thứ hai nó di động rất là dễ dàng. Nên tại bản chất của mặt treo là nó không cố định mà nó treo lơ lửng mà. Chỉ có trường hợp là mặt treo của đại tràng thì nó tương đối nó kém di động một chút, từ bản chất đại tràng là nó cố định, đằng lên đằng xuống, đúng chưa. Mà trong các trường hợp, hầu hết trường hợp là nang mặt treo thì là phần lớn là nang mặt treo ruột non, cho nên đa số trường hợp ta sẽ sờ thấy 1/2 dưới bên bụng nha. Rồi nó tóm lại như thế thì nãy giờ nó hơi lan ma chút xíu, bạn hiểu vấn đề chưa, hiểu cái gì cái thầy là nó quay ông này quay cái thầy là sinh viên mà mặc áo quần như thế, xin lỗi, mặc áo như thế, cài nút lại tôi xem coi, cài nút áo lại giống như là đi picnic. Rồi thầy hiểu là được, là các bước thăm khám khi mình sờ thấy một cái nang thì mình đầu tiên thì mình xác định là nó là nang trong phúc mạc và nang sau phúc mạc, rồi sau đó là mình xác định xem nó là nang nó là u nang hay là u đại tràng. U đại lộn rồi, tự nhiên nó là do người khác nha, chưa này tên này chưa có hệ thống được người khác ai. Bây giờ các bước tiếp cận một bệnh nhân có khối u trong bụng. Dạ, mới đầu đó là mình khám được khối u thì mình phải phát hiện, xác định được là u trong hoặc là sau phúc mạc. Nếu mình xác định được u trong hoặc sau phúc mạc rồi, mình xác định khối u đó là dạng đặc hay là dạng nang.
rồi nếu mà u nang ở trong ổ bụng á, mà ở một hai dưới mình thường á, là của mạch treo bụng non hoặc là u nhảy của bụng thường hoặc microcell của bụng thường, mà cái đó u microcell của bụng thường thì do nhiều nguyên nhân chưa được, chưa hệ thống được thầy còn nói có thể là xuất phát từ tạng hoặc cấu trúc nào của bụng chưa nghe chưa đạt chưa hệ thống thầy nói nhiều như thế mà thầy... thứ nhất đó là gì là phải biết một bệnh nhân sờ được cái u khám nha, ta khám ta phát hiện cái u hoặc là bệnh nhân tình cờ sờ được cái u hoặc là siêu âm phát hiện cái u trong bụng nha, thì bước đầu tiên chúng ta xem cái u này nó có liên quan đến cái tạng nào đặc hiệu hay không, ví dụ bệnh nhân nôn ra máu ha, ăn uống đầy bụng khó tiêu thì coi chừng u nó liên quan đến đường tiêu hóa trên, nhưng bệnh nhân đi tiêu bón nha, tiêu ra máu nha thì liên quan đến đường tiêu hóa dưới nha, nếu bệnh nhân này có cái vàng da vàng mắt có cái sốt coi chừng nó liên quan đến gan mật đúng chưa, bệnh nhân này có tiền căn chấn thương tụy cấp gì đấy thì liên quan đến tụy, đồng ý không đó, thì những cái triệu chứng đấy nó liên quan đến cái tạng đặc hiệu thì chúng ta gọi nó ra trước nha, rồi nếu mà nó không có liên quan đến cái tạng đấy thì chúng ta lại bước thứ nhì chúng ta xem coi cái u này là nó là u ở trong phúc mạc hay là sao phúc mạc, còn nếu là u trong phúc mạc nha thì chúng ta xem coi nó là dạng nang hay dạng đặc, đồng ý không dạng nang hay dạng đặc nha, và nó thuộc cấu trúc giải phẫu nào nha, nếu là dạng nang nha, thường hầu hết các trường hợp là gì là của mặt treo ruột thì hầu hết trường hợp là của mặt treo của ruột non. À, cho nên vì thế nó là rất di động, nó thường thường ở bên con hai dưới của bụng, trời được con hai dưới bụng nha. Rồi nếu là tạng đặc mà nằm ở trong khoang bụng mà nằm ở ngoài không liên quan đến cấu trúc nào đặc hiệu thì coi chừng nó là cái uzit của đường tiêu hóa, đúng không? Có những trường hợp u rất là to, u đặc rất to, nó bằng cỡ quả cam sành nha, bằng cái thanh long tưởng tượng thế này, không có triệu chứng của bế tắc đường tiêu hóa, khi mổ ra biết là cái u đó nó phát triển từ thành ống tiêu hóa, nó phát triển ra ngoài nha. Đấy thì đó một số kinh nghiệm bên lâm sàng để truyền đạt cho mấy bạn, các bữa nay ta sẽ có cái bài hệ thống hơn, hiểu không? Rồi có thắc mắc gì không? Tắt đi em.